đây là cái kiển chùa thứ tư mình tham quan trong ngày thứ bảy ngày hôm nay nha các bạn. Đây là gọi là tu viện Minh Đạo. Hôm nay là đoàn của mình là đi thăm những cái trẻ em mồ côi á, là có rất là nhiều chùa đi ngang qua, nhưng mà những cái chùa nào mà có nuôi trẻ em mồ côi thì đoàn sẽ ghé để dừng lại. Đây chùa này đây có hai cái hàng hai bên mát đẹp. Đây Phật Quang Âm. Ba ra ba ra ta ba ha tăng ca tăng ca một đề.
Xin kết thúc video tại đây nha các cô chú các anh.